trang, rửa tay khử khuẩn, không tập trung đông người, giữ khoảng cách, khai báo y tế. Nếu được phép nhận rồi về quá đông trong một thời điểm thì không thể phải dừng hoạt động. Ban quản lý đề nghị quý khách vào đền lễ mẫu phải rửa tay khử khuẩn, phải đeo khẩu trang đúng quy cách cả khi lễ. Lễ xong ra về không tập trung đông người trước sân đình vì sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng và thực hiện. Xin cảm ơn. Có mấy quý khách đang lễ ở trước ban mẫu đeo lại khẩu trang.